Một tuần mới gặp lại các bạn, thì tuần này chúng ta nói về đề tài đó là Mỹ GDP tăng 4.9% Chứng khoán lại suy xuống, kinh tế và tương lai nước Mỹ năm 2024 à, Những cái gì các bạn coi của cái clip của mình thì là tính chất tham khảo không hơn không kém Và như mình nói rất là nhiều lần là mình không phải là một financial advisor Và cũng không phải là một người buôn bán gì trên mạng cả Mình thấy gì hay hay mà mình tự làm cho bản thân thì mình đưa ra cho các bạn Các bạn thầy sử dụng trong đời sống riêng tư của các bạn và như mọi lần mọi cái gì mà các bạn nghe và cái gì mà các bạn coi trên mạng thì chúng ta chỉ nên tham khảo mà thôi khi đưa ra những quyết định gì và riêng tư cho từng cá nhân thì chúng ta cần phải có sự uh, suy nghĩ đánh đo cho thật chính xác cho từng hoàn cảnh của chúng ta là lúc đó chúng ta hãy đưa ra những quyết định cho từng cá nhân bên ngoài kia thì đó một cái thực tế đang xảy ra bên ngoài kia đó là quý ba uh, Q3 quý 3 của năm 2023 thì GDP của nước Mỹ đã tăng lên tới là 4.9% thất nghiệp lúc này đây là 3.8% các bạn để ý, thất nghiệp từ 3.8 GDP là 4.9 nghĩa tăng rất là cao. GDP nước Mỹ thì thực sự nó trung bình nó toàn là 2. mấy thôi, nó lên tới 4. mấy là rất là khá khá cao. Nhưng mà tại sao nó cao như vậy và uh, unemployment có nghĩa là thất nghiệp thấp như vậy thì lại chứng khoán lại đi xuống, vàng lại tăng lên. Uh, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Có gì sự suy nghĩ của những người đầu tư bên ngoài kia họ đang suy nghĩ gì và họ đang phỏng đoán có gì trong tương lai uh, sẽ xảy ra trong những ngày tháng tới chẳng hạn thì cái clip này có thể đã cho các bạn một cái khái niệm nào đó có thể nó không đúng, đúng hoàn toàn 100% đâu tại vì nếu nó đúng hoàn toàn 100% thì, thì chúng ta trở thành triệu phú hết rồi đúng không chúng ta trở thành tỷ phú hết rồi thôi chờ chúng ta tiếp tục theo cái clip cái treasury rate treasury rate cái nghĩa là tiền uh, gửi tiền vào bộ ngân khố hoa kỳ lúc này đây một năm là khoảng 5.4% có nghĩa là các bạn được tiền lời của Treasury của nước Mỹ bây giờ của trái phiếu nước Mỹ bây giờ là khoảng 5.4% trong một năm hai năm gửi là khoảng tâm khoảng 5 chấm hoặc 4.9 hoặc 5 chấm uh, 10 nó lên nó xuống trong khoảng đó là trên trên dưới khoảng 5% cho hai năm gửi và 10 năm là khoảng 4.8% thì các bạn để ý nha một năm là 5.4 2 năm là khoảng 5% mà 10 năm là khoảng 4.8 Cái 10 năm của cái treasury á Của cái trái phiếu đó, nó sẽ, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái nợ lâu dài Ví dụ nợ tiền trường nè Nợ nhà cửa nè Nợ những cái gì mà chúng ta cần phải đòi hỏi Thời gian dài để mới trả lại được Thì cái treasury Cái, 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 cái trái phiếu 10 năm thì là đó là một cái con số mà nó có thể phỏng đoán cho chúng ta biết được rằng đó là những cái món nợ lâu dài nó sẽ phân lời nó như thế nào trong tương lai đó là ra dựa trên cái trái phiếu 10 năm nhưng mà tại sao đây là một cái mà chúng ta để ý tại sao trái phiếu 10 năm trái phiếu 2 năm trái phiếu 5 năm trái phiếu 3 năm lại thấp hơn trái phiếu một năm trái phiếu một năm lúc này đây nó lại cao hơn những cái trái phiếu dài hạn hơn nó nó một cách khác Tại sao chúng ta mua nhà đi chương trình 30 năm phân lời lại thấp hơn chương trình 15 năm? Chuyện đó không có thể nào xảy ra được rằng xảy ra được cả. Tại vì khi chúng ta cho một người nào đó mượn tiền của chúng ta cái thời gian dài hơn thì cái cái phần trăm của, của cái sự mất mát đồng tiền chúng ta nó sẽ cao hơn và cái phần trăm của cái sự gì lạm phát của đồng tiền chúng ta cao hơn. Vì thế thường thường khi chúng ta cho mượn tiền cái, 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 cái thời gian dài hơn thì cái phân lời nó luôn luôn cao hơn gì cái phân lời của ngắn hạn nhưng mà khi cái phân lời ngắn hạn nó cao hơn phân lời dài hạn nó gọi là invert invert yield curve mà các bạn hay nghe trên từ họ dùng từ là invert yield curve ý là cái sự đảo ngược của phân lời cái sự đảo ngược của phân lời nó, ý của nó là gì nó nghĩa là nó nói rằng trong thời gian ngắn hạn người ta đang siết lại cái sự lạm phát trong thời gian ngắn hạn họ siết lại lạm phát vì thời gian ngắn hạn họ siết lại lạm phát vì vậy cái phân lời ngắn hạn nó sẽ cao hơn cái phân lời dài hạn đó đó lý do làm sao nó gọi là invert yield curve một chút xíu đó cho các bạn hiểu thì bây giờ các bạn đều thấy credit card debt ngoài kia có nghĩa là tiền gọi là nợ thẻ tín dụng của nước mỹ đã cao hơn những ngày tháng vừa qua từ đầu năm đến giờ thì nợ tín dụng của nước Mỹ, nợ thẻ tín dụng của nước Mỹ nó khá cao hơn đó là cái, thứ nhất. Cái hai là cái seven grade, cái nghĩa là cái sự để dành của người Mỹ nó lại thấp hơn so sánh với những ngày tháng vừa qua. và cái thứ ba nữa là tiền là cái lạm phát. Cái lạm phát nó đã nằm trong khoảng thời gian gần 2 năm trời nay. Nó đã làm cho người gì người Mỹ cảm thấy khá mệt mỏi vấn đề chi tiêu của họ. Thì khi đồng tiền chúng ta vô không đủ cái weight cái weight uh, tăng không kịp theo cái lạm phát cái đồng lương chúng ta tăng không kịp theo lạm phát thì thì dĩ nhiên là đồng lương chúng ta vô ít hơn cái số tiền chúng ta cần phải chi ra để mà duy trì đời sống như hồi xưa cái này, này này mình đã giải thích mấy lần thì nó làm cho chúng ta gì to teo tóp lại cái đồng tiền của ta khi đồng tiền ta teo tóp lại thì sao nếu chúng ta muốn giữ một cái living standard có nghĩa là chúng ta muốn sống một đời sống y như những đời sống mà chúng ta trước khi đại dịch thì nghĩa là chúng ta phải chi ra đồng tiền nhiều hơn hoặc là chúng ta phải thấp sống bớt lại đúng không hoặc là chúng ta sẽ cấn nợ nhiều hơn đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy giờ thì người ta để dành ít hơn nợ nần thì nhiều hơn nợ nần nhiều hơn và cái thứ ba các bạn nên để ý bây giờ là cái delinquency delinquency nghĩa là là trả trẻ nợ trả trễ nợ thì có nhiều cái trả trễ nợ lắm trả trễ nợ nhà nè trả trễ nợ xe nè trả trẻ nợ, nợ credit card nhưng mà một trong những trả trễ nợ đầu tiên mà các bạn sẽ thấy ngoài kia khi khi những tình hình kinh tế nông khá là trả trễ nợ credit card người dân Mỹ sẽ trả chế nợ credit card trước khi họ trả chế nợ gì xe cộ và sau khi xe cộ xe cộ thì tới cái gì là họ sẽ trả trẻ nợ gì cái nhà cửa xe trước nếu xin lỗi credit card trước xe rồi xong tới nhà cái đó là chúng ta có thể để ý bên ngoài kia về cái delinquency bây giờ ở ngoài kia 30 ngày 60 ngày bắt đầu nó rising up có nghĩa là bây giờ nó nó đang tăng cao lên thì cái nữa chúng ta nên để ý là luxury item luxury luxury item giống như là Gucci à uh, Louis Vuitton hoặc là những cái đồ những cái đồ mà cao cấp những cái đồ mà giá trị cao cấp của những người mà giàu có họ tiêu xài với người họ, họ mua sắm ngoài kia thì trong những tháng vừa qua nó xuống đi hẳn trong những tháng vừa qua nó xuống hẳn những cái brand mà brand name mà những cái expensive item với những cái, cái, những cái giá trị của những cái món hàng mà cao cấp thì những ngày tháng vừa qua nó đi xuống hẳn thì chúng ta để ý là những người giàu họ cũng gì họ cũng thuộc lại cái bàn tay của họ họ không xài vô những cái thứ gì xa xỉ phẩm nữa như đó mình hay nói là gì có ba thứ trong đời phải có cần có và muốn có những thứ muốn có thì thường thường chúng ta sẽ gì có thể à, du uh, dương dư, hoặc có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái cảm xúc của chúng ta cái cần có những thứ chúng ta cần phải chi ra để mà duy trì cuộc sống còn những cái phải có là những cái là bắt buộc chúng ta phải chi ra thì bây giờ bên ngoài kia thì đa số chúng ta đang xài gì cần và phải còn cái muốn thì mọi người gì họ đang rất chậm lại rồi họ đã chậm lại rồi là nhất là những người có tiền của họ lại gì họ lại chậm chạm lại vấn đề đó khi nói tới đây thì chúng ta hãy để ý những con số khoảng 9%, 10%, 15%, 25% những cái gọi là những cái brand name bên ngoài kia nó họ đang gì họ đang bị bán giảm bớt hẳn lại có nghĩa là cái quý ba của họ những cái món hàng xa xỉ phẩm Đã giảm xuống gì cả 10 15 20 25 phần trăm tùy theo mỗi cái brand bên ngoài kia mà chúng ta uh, quyết định mua sắm thì cái họ thấy là cái consumer cái người tiêu xài mua sắm những sản phẩm đó họ ấy xuống hẳn ngoài kia thì nó lại đi tới một cái bước nữa là người nghèo mua tài sản khi tăng giá và người giàu mua tài sản khi uh, khi giảm giá người nghèo của chúng ta thì khi, khi chúng ta hay ai vua thì dùng từ này có thể các bạn uh, đồng ý có thể không nhưng mà người nghèo thì hay theo họ có một cái là đi theo số đồng có nghĩa là họ thấy, thấy cái gì mà ào ào lên là họ sẽ follow tại vì họ đưa ra những quyết định khá ư, ư về về vấn đề cảm xúc và nhiều hơn có nghĩa là họ đưa ra những cái quyết định trong đời sống nó dựa trên cảm xúc nhiều hơn nó dựa trên gọi là cái số đông nhiều hơn mà vì thế đó nên đa số cái sự thiệt hại của họ rất là nhiều còn người giàu thì khác họ đưa ra những cái quyết định gì dựa trên những cái con số và dựa trên những cái dữ liệu rõ ràng bên ngoài kia dựa trên những cái gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì đang xảy ra trong hiện tại cái khóa cứ và hiện tại nó sẽ gì cho giúp ích chúng ta được hiểu được những vấn đề trong tương lai thì thực sự khóa những gì đang lặp lại đến ngày hôm nay Hoặc những gì đang lặp lại trong những ngày tháng tới thì đa số nó đã xảy ra trong khóa cứ con người của chúng ta nếu chúng ta bình tĩnh lại và suy nghĩ lại những cái khóa cứ hồi xưa đó thì chúng ta cũng thấy rằng ồ oh, hóa ra hồi xưa nữa những chuyện nó xảy ra như vậy thì nó sẽ đi theo những bước như ngày hôm nay và những bước ngày hôm nay như thế này thì nó sẽ theo những bước như thế nào trong trong tương lai có thể nó sẽ không sống giống một trăm phần trăm đâu có thể nó không giống 100%, 100 đâu à, giống như trái đất thì trái đất chúng ta bây giờ nó nóng hơn nhưng mà nó nóng hơn một hai độ chẳng hạn thì cái sự sai sai phép của họ là cái 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 of error cái nghĩa là sự sai số của họ nó chỉ trong một cái con số nào có thể nhất định nào đó và họ có thể gì họ có thể đưa ra những quyết định dựa trên những con số đó và giảm thiểu được gì những cái risk có những là những cái sự nguy hiểm họ sẽ gặp phải và họ sẽ đạt được những gì những cái benefit những cái quyền lợi nó cao hơn của của gì họ muốn muốn đạt tới thì khi chúng ta để ý ngoài kia có ba trường hợp đang xảy ra ngoài kia là người nghèo lúc này đây cảm thấy gì nghèo hơn người nghèo lúc này đây cảm thấy nghèo hơn thì trong vòng mấy năm tuổi qua khi chúng ta có tiền thì còn uh, là chính phủ bơm xuống đúng không thì người nghèo chúng ta lại không giữ những đồng tiền chúng ta lại tiêu xài hết những cái đồng tiền mà chính phủ bơm xuống đa số chúng ta bên ngoài kia là đều là như vậy đa số chúng ta rất là vậy chúng ta xài những cái đồng tiền chúng ta có khi mà nó nó thoải mái vô những cái thứ mà nhiều khi chúng ta tự cho phép chúng ta được xài thì khi những thứ này nó biến mất đi rồi những cái đồng tiền nó biến mất rồi thì mọi những giá trị bên ngoài kia nó có giá trị thì nó đều nó đều, đều tăng giá hết đúng không nó đều tăng giá hết cái thứ hai là chúng ta thấy đó là những người middle class middle class bên nước Mỹ càng ngày gì càng teo tóp trở lại thì middle class là gì là những người trung lưu những người trung lưu thì đa số họ không được gì họ không được gì, những sự giúp đỡ mà bù lại gì cái cái vấn đề tiền lương họ tăng không kịp với lạm phát thì làm cái đời sống họ sẽ bị thụt xuống và làm cái sự để dành của họ sẽ ít đi và cái nợ nần của họ sẽ tăng lên thì cái cái số trung lưu là cái người mà bị đánh thuế nhiều nhất nếu bên Mỹ mà chúng ta để ý, đánh thuế nhiều nhất và cao nhất dựa trên gì gọi là income tax Income tax là cái thuế mà chúng ta đi làm mà đóng thuế. Nếu chúng ta đi làm mà khai tiếng chúng ta đi làm công ty, hãng xưởng, kỹ sư, bác sĩ bất cứ một ngành nghề nào đó mà khi chúng ta đánh lãnh w YouTube khi chúng ta lãnh w YouTube là một cái thuế mà thác bên đây gọi là income tax là một cái thuế cao nhất thì đa số những người middle class là những người đi làm đóng thuế W-2 hoặc là ten đa số W-2 nhiều hơn thì cái thuế họ rất rõ hàng thì họ bị bị đánh thuế nhiều hơn tại vì sao hồi xưa nếu chúng ta hỏi hiểu về vấn đề là Uh, total debt của siêu của nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ là nợ đến gần 33 ngàn tỷ đúng không? 33 trillion đó. Nước Mỹ bây giờ tổng số nợ quốc gia là khoảng trên dưới là 33 ngàn tỷ. Thì 33 ngàn tỷ thì các bạn hay nghe cái từ gì? Deficit. Deficit có nghĩa là gì? Thu vô không bù chi. Thu không bù chi. Nếu mà thu không bù chi thì họ thì họ phải đánh thuế thêm, mà đánh thuế thêm là đánh ai ai nặng nhất là cái anh middle class. Anh middle class là cái trung lưu sẽ bị đánh thuế càng ngày càng nặng. Vì vậy anh ta ăn càng tà, teo tóp lại, đúng không? Người nghèo thì nghèo hơn người người trung lưu thì ngày càng teo tóp những anh giàu thì càng gần giàu hơn tại sao những anh giàu lại giàu hơn trong cái hoàn cảnh những ngày tháng vừa qua tại vì những anh giàu anh ta có những cái tài sản mà những cái tài sản thí dụ gì đất đai nhà cửa vàng bạc chẳng hạn đúng không Commodity đi đúng không anh con anh ta giữ những cái gọi là resort giống như nước nè đồng sắt thép có những thứ mà đòi hỏi chúng ta cần phải tiêu dùng trong đời sống hàng ngày thì những người giàu có thì thường họ có những cái tài sản đó và những cái tài sản đó nó sẽ tăng giá rất là nhiều trong thời gian gì trong thời gian lạm phát thì thời gian lạm phát thì ai cũng sợ giữ đồng tiền đấy tại tiền càng giữ càng mất giá vì tiền càng giữ càng mất giá thì họ phải, họ đổ xô vô họ mua những cái tài sản để vì giữ lại cái giá trị của đồng tiền của họ để giữ lại cái giá trị đồng tiền của họ thì trong những ngày tháng vừa qua thì chúng ta thấy có ba trường hợp đang xảy ra hiện diện bên ngoài kia người nghèo sẽ bị nghèo hơn người trung lưu sẽ bị teo tóp lại và người người giàu sẽ tài sản tăng hơn nhưng đó là những một cái vài cái chút xíu nào đó bên ngoài cái 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 cái, cái viễn cảnh tại sao mà chứng khoán đi xuống mà tại sao họ phỏng đoán năm 2024 có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cần phải nhìn rộng một chút xíu ra một cái hoàn cảnh to to vậy đó để chúng ta sẽ có thể có hiểu được chuyện gì nó sẽ xảy ra năm 2024 bây giờ chúng ta đi tiếp nhưng mà cái đó là hệ lụy của vấn đề in tiền thôi khi chúng ta in tiền một cách vô tội vạ À, thì nó, 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 dễ xảy ra những vấn đề đó lắm trong cuộc sống ở bất cứ đất nước nào trên thế giới chứ không phải duy chỉ, chỉ Mỹ mà không đâu rất nhiều đất nước trên thế giới họ bây giờ đây họ cái inflation của họ nó nó vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của đất nước của họ à, cái thứ mà chúng ta hay để ý à, tại sao họ đoán năm 2024 hoặc là tại sao lúc này đây chứng khoán đi xuống thì mọi người đều thấy được rằng cái cuộc sống và cái vấn đề tài sản giá trị của những món hàng bên ngoài kia và cái đời sống mà chúng ta phải tiêu dùng thì mọi thứ nó mắc ngọ hơn. Cái cái cuộc cái đồng tiền chúng ta thâu vô và cái đồng tiền chúng ta đang thâu vô là cái income ra đang thâu vô thì tới ngày hôm nay chúng ta thấy nó đang chậm lại chậm lại nghĩa là làm ăn buôn bán nó chậm lại, mọi thứ chậm lại thì đồng tiền ta vô ít hơn. Nếu đồng tiền chúng ta vô ít hơn mà giá trị nó cao hơn thì bắt buộc gì tiền kinh tế nó bằng nó bắt buộc nó đang kéo chậm lại, nó đang kéo chậm lại một cách rõ ràng. Dù chúng ta có muốn hay không thì nó đang kéo lại một cách rõ ràng. Đó là cái đầu tiên chúng ta là ý nợ sẽ cao hơn bởi tiền lời nợ những cái nợ cũ nếu chúng ta đã lót vô những cái nợ cũ thì không bàn làm gì nhưng mà những cái nợ mới những nợ mới là những cái nợ trong đáo hạn và những nợ trong tương lai của chúng ta thì chúng ta sẽ sống trong một cái thời gian một khoảng thời gian khá dài trong vòng có thể một hai năm tới là trong cái các vấn đề là tiền lời cao thì khi tiền lời cao thì nó làm cho cái lợi nhuận chúng ta thấp hơn thì lúc này đây chúng ta bắt buộc chúng ta đang bước vào cái giai đoạn của cái hoàn cảnh cuộc sống là dựa trên phân lời cao Chúng ta đang mới mới đi bước vào cái giai đoạn cuộc sống là phân lời cao. Chúng ta chưa cảm giác nó đâu. Khoảng 6 tháng một năm nữa chúng ta sẽ cảm giác nó thật là rõ ràng. Chúng ta đang bước vào cái giai đoạn cuộc sống của những phân lời cao. Cái giai đoạn cuộc sống phân lời cao là gì? Là cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ thấp đi và cái cái phần trăm của làm ăn buôn bán của chúng ta để mà có lợi rất rất là thấp Mà cái làm ăn buôn bán rằng nếu có có thể dễ xảy ra với đề đề gì thiệt hại hoặc là mất Uh, mất công ty hoặc là mất tài sản mà có nghĩa là cái probability cái phần trăm mà chúng ta chép chấp thiệt hại nó cao hơn cái phần trăm của chúng ta gì được được lợi nhuận vì thế rất nhiều công ty ngoài kia họ vì họ đang co cụm lại họ không có phát triển nữa và đang co cụm họ vô cái thế là cái thế thủ để bảo vệ cái bản thân họ có thể vượt qua được những ngày tháng tới cái đó là chúng ta sẽ thấy khoảng một hai tháng nữa thôi uh, hoặc là qua quý 1 năm 2024 thì chúng ta càng thấy càng rõ ràng cái cái sự làm việc của họ càng rõ ràng hơn có nghĩa là mọi công ty của họ có thể co cụm lại cái đó là theo phỏng đoán của người ta ngoài kia tiền gửi tiền gửi treasury cái là tiền gửi trái phiếu khi tiền gửi trái phiếu nó cao như vậy 5 chấm gần tới 6 chấm có nghĩa là gần tới 6 chấm trong vòng 1 năm 2 năm hoặc là 10 năm có nghĩa là 10 năm nó gần cả năm chấm thì rất nhiều một, một, số lượng tiền bên ngoài kia họ đã gửi vào những cái cân đó để vì họ được cái sự an toàn cho bản thân họ thì giống như nước thôi nước nó giống như trong hai cái bình thôi bây giờ cái nước của bên bình này mà nó chảy qua bình này nhiều quá thì, thì bên nước bên đây nó ít mà nếu nước bên đây nó ít thì chỉ, nước nó chảy ra sẽ, sẽ nhỏ giọt hơn cho thị trường thì đồng tiền cũng vậy nếu đồng tiền của chúng ta dư ra mà chúng ta không đẩy vào thị trường để mà làm ăn buôn bán mà chúng ta lại gửi qua một cái nơi để mà để mà lấy một cái lợi nhuận nhất định nào đó để mà gì bảo vệ cuộc sống chúng ta trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang lo lắng lúc này đây thì chúng ta sẽ hút một lượng tiền rất là nhiều ra khỏi cái thị trường và rút lượng, lượng tiền ra khỏi thị trường là gì? Cho cho thị trường nó gì khô khan và đóng băng lại. Thế gì nó có khó khăn hơn cho những ngày tháng tới. Cái cái thứ tư uncertainty uncertainty có nghĩa là cái sự mà nguy khốn của sự mà cảm thấy không có được bình an của những người đầu tư ngoài kia. Như các bạn đều biết trong vòng 2 năm vừa qua cái bên Ukraine với bên Russia thì lúc này đây vẫn chưa ngả ngũ đánh nhau như thế nào thì mới đây thì chúng ta lại xảy ra cái vụ là nữa là Israel và bên uh, Palestine hoặc là Gaza và có thể mang một cái khu vực bên Trung Đông có thể vô trong đó rồi bên Anh tàu rồi bên Anh Anh liso có nghĩa là nổi lên của những cái cái major conflict của những cái super power có nghĩa là những đất nước mà gọi là đầu đàn của trên thế giới họ bị collide với gì cái những cái vấn họ bị va chạm với nhau một cách đối diện trực diện với nhau thì đó là những cái gọi là cái black swan black swan là con thiên nga đen con thiên nga đen con thiên nga đen là những thứ có thể xảy ra trong thời gian chúng ta đầu tư những thứ xảy ra có thể xảy ra trong khi thời gian chúng ta đầu tư mà nó làm ảnh hưởng tới cái cái, cái thị trường mà chú không ngoài kia không ai đoán được nhưng mà lúc vừa rồi nó đang xảy ra những vấn đề đó mà chúng ta đang nhìn rõ ràng đó là sao mà việc các bạn thấy vàng cũng đang tăng giá đúng không vàng mà cái như là Go go mới mấy, mấy khoảng một tháng trở lại đây thì tăng giá một cách lên lên hẳn cái đó là có những cái nó đang xảy ra ngoài kia làm cho những người investor uh, họ nhìn trong tương lai tới thì họ thấy nó khá ảm đạm nên vì vậy cái đó là một trong lý do làm cho cái thị trường uh, bán hơi nhiều bên ngoài kia mà mua vô ít mà một cái chúng ta để ý rất là kỹ Đó là cái vấn đề in tiền Năm 2020 là đại dịch xảy ra bên nước Mỹ Chúng ta go back chút xíu năm 2020 Khoảng tháng 3, tháng 4 Bắt đầu tháng 4 năm 2020 là đại dịch nổ bùng bên nước Mỹ Nổ lớn ra ngoài kia Thì chính phủ Mỹ bắt đầu bơm tiền vô thị trường Thì chính phủ Mỹ bơm rồi thì tiền vô thị trường là khoảng 8 trên dưới 8.000 tỷ khoảng 6 ngàn từ, từ 8 ngàn những mà mua này mua kia thì nó tới luôn nó khoảng 8 ngàn tỷ họ bơm vào thị trường bắt đầu khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2020 và họ dừng lại là khoảng à, mình nghĩ là cuối năm của năm 2021 thì trong cái khoảng thời gian họ bơm tiền như vậy thì tới gì tới năm 2022 khoảng mình nhớ tháng 6 tháng 7 của năm 2022 đó là cái đỉnh điểm của lạm phát thì luôn luôn chúng ta từ bên đây nó gọi là cái jet lag jet lag là gì hoặc là cái theo win là gì khi các bạn đi bay từ một vùng này qua vùng kia mà cái múi giờ nó cách nhau rất là nhiều khoảng 10 tiếng 8 tiếng mười mấy tiếng thì nhiều khi cái ngày khi thông thời gian chúng ta bay chúng ta không cảm giác đó nhưng cứ cái ngày kế tới khi chúng ta đáp xuống cái nơi mà chúng ta tới thì khoảng một ngày sau hai ngày sau thì chúng ta gì chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể chúng ta mệt mỏi chúng ta ngủ được hôm ngày không đúng thì đúng vậy kinh tế nó cũng thế khi chúng ta bơm tiền vào thị trường thì ngay lúc đó chúng ta sẽ không có cảm giác gì đâu nhưng mà khoảng một năm sau một năm rưỡi sau bảy tám tháng sau thì chúng ta sẽ thấy cái hệ lụy của đồng tiền nó bơm vô thị trường làm gì nó làm cho lạm phát nó tăng lên hẳn lúc lúc nó lên thì hơn 9 chấm các bạn nhớ lúc năm 2022 khi mà nó lên đỉnh điểm của lạm phát nước Mỹ là hơn 9 chấm và lúc đó tiền lời gì khoảng 2 tiền lời lúc đó là chưa vẫn chưa tăng lúc đó tiền lời của nước Mỹ giống như khoảng giống như zero like interest có nghĩa là một phần trăm có nghĩa là mọi thứ nó bơm vô mà tiền lời hạ xuống nó đòi hỏi một thời gian gì nó sẽ bị cái jet yes lag đó nó sẽ bị làm cho cái phân lợi cái gì, làm cho cái cái lạm phát nó bình lên đỉnh điểm thì ngày nay cũng thế thì ngày nay trong vòng mười mấy tháng vừa qua thì bên nước mỹ đã tăng lợi. thì tăng tiền lời bây giờ tiền lời bên ngoài kia là 5.5% hoặc 5.25 tùy theo các bạn muốn nhìn như thế nào ngày hôm nay chúng mình quay clip á, ngày hôm nay là đầu no, October 31 có nghĩa là ngày mai thì ông Jerome Powell ông lại ông lại nói có tăng từ lời không đối mình không quan trọng ngày hôm mai ngày mai ông có tăng hay không không quan trọng nữa tại vì từ giờ tới mai mốt ông có tăng nữa thì ông có tăng giỏi lắm thêm được một cái quarter nữa hay giỏi lắm another half point math math another half point from now to the end of that day, uh, rate increase uh, có nghĩa là không có tăng hơn cái số đó nữa nên cũng không cần để ý nhưng mà cái để ý đây là gì cái cái side effect có nghĩa là những cái vấn đề xảy ra của vấn đề tăng tiền lời nếu mà ngày hôm nay là nó dừng lại thì có thể tới 7 tháng 10 tháng một năm rưỡi sau trung bình trong quá khứ trong câu là trong cái 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 history trong cái lịch sử của vấn đề tăng tiền lời một cách nhanh chóng tới lúc họ dừng lại thì khoảng là 11 tháng đổ đồng đổ đồng là khoảng 11 tháng từ lúc họ dừng lại tăng tiền lời thì nền kinh tế bắt đầu gì bắt đầu mới thấm thấm đòn đó. gọi là dùng từ thấm đòn nghĩa là bắt đầu mới cắm đầu đi xuống cái đó là cái đã xảy ra trong quá khứ cái đó là cái xảy ra trong quá khứ còn trong tương lai trong tương lai có nghĩa là mùa hè năm tới Q3 Q4 của năm 2024 à, mùa hè là khoảng từ tháng 7 tháng 8 tháng 9 của năm 2024 hoặc là tháng 10 tháng 11 tháng 12 của năm 2024 nó có xảy ra những cái gì trong quá khứ hay không cái đó không ai đoán được nhưng mà theo những cái gì lịch sử nó đã lập nó đã xảy ra trong quá khứ từ lúc dừng lại vấn đề tăng tiền lời và cái lúc mà cái sai effect có nghĩa là cái jet lag có nghĩa là cái 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 sự ảnh hưởng của sự, sự đồng tiền lời tăng cao như vậy thì khoảng 11 tháng từ ngày không tăng tiền lời nữa cái đó là cái gì xảy ra trong quá khứ đã xảy ra trong quá khứ đó là một trong những lý do rất nhiều ngoài kia mà những người invest investment họ thấy và họ cảm thấy họ cảm thấy có một sự đó là bất an vì vậy họ cần sơ để có nghĩa là họ thu vào một mớ nào đó để họ để để để, để giữ lại cho cái 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 giữ lại giống như là nếu có chuyện xảy ra là họ có thể cần tự mình cứu lấy mình thì nói thế đây thì mình nhớ người Mỹ có một câu mà chúng ta hay nghe à, gì ta plan for the worst hope for the best có nghĩa là gì luôn luôn chúng ta phải có một cái giờ. chuẩn bị những những điều tồi tệ chúng ta có thể chuẩn bị những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện chúng ta chuẩn bị những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chúng ta luôn luôn chuẩn bị những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nhất là trong khi chúng ta đầu tư và chúng ta luôn luôn hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất sẽ có thể xuất hiện đúng không thì giống như chúng ai bên đây mà đi những cái, cái cruise liner hoặc là đi cruise á, là bên đây là đi uh, du thuyền đó thì các bạn đều biết du thuyền là chứa tới mấy ngàn người lên đó chúng ta ăn chúng ta ngủ chúng ta chơi chúng ta vui nhưng mà trên cái du thuyền đó nếu chúng ta chứa được bao nhiêu hành khách chúng ta chứa được bao nhiêu người trên đó thì nó có phải bao nhiêu cái tàu ví dụ là cái tàu emergency boat đó mà các bạn thấy thì họ hay, hay giữ chung quanh cái, cái tàu cruise liner đây đi để nếu có chuyện xảy ra mà cái tàu nó chìm xuống thì chúng ta còn có nơi mà chui vô những cái tàu đó để mà giữ lại cái mạng của mình thì cuộc sống chúng ta cũng vậy khi đầu tư thì chúng ta cũng luôn luôn hỏi mình nếu có chuyện gì xảy ra mà nó tệ hại nhất thì chúng ta còn được bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống thì chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có bao nhiêu tiền cho emergency fund hồi đó mình đã nói rồi chúng ta cần phải có bao nhiêu tiền trong emergency fund có nghĩa là 6 tháng một năm 3 tháng nó tùy chúng ta chúng ta xài những đồng tiền chúng ta cách chiêu như thế nào và nếu chúng ta đã chuẩn bị những gì kỹ lưỡng cho bản thân của chúng ta và chúng ta đầu tư trong tinh thần trách nhiệm trong một cái sự điềm đạm bình tĩnh thì mình nghĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng chẳng phải lo lo sợ và cũng cần phải cần phải hốt hoảng chúng ta cứ tiếp tục làm những việc chúng ta làm và chúng ta cẩn thận và suy nghĩ một cách chính chắn một cách để ý hơn trong những ngày tháng tới trong những ngày tháng tới và hy vọng cái clip này sẽ đưa cho các bạn một cái biến tường nào đó một cách rõ ràng một chút xíu uh, như Hương đã nói plan for the world hope for the hope for the best uh, một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip và như mọi lần ở đâu cũng vậy chúng ta cần phải đi làm nuôi dưỡng bản thân mình nuôi dưỡng những người thân yêu của mình đóng góp xây dựng và xã hội nơi chúng ta đang sống và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đừng đầu cơ một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip